Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, người dân ở tổ 10 khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện ở kho chứa phế liệu hơn 50m2 bùng cháy dữ dội, cuộn khói đen ngùn ngụt bủa vây khu dân cư An Bình. Đám cháy lan rộng kèm theo những tiếng nổ lớn, nhiều người hô hoán chữa cháy nhưng bất thành. Công an thành phố Biên Hòa điều động 2 xe chữa cháy, hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy, chống cháy lan khu dân cư và đường dây điện. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được thống kê, không có thương vong về người.